Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Nhà Vườn Hải Đăng. Hôm nay trong cái chuyên mục mà giới thiệu những các cây giống mới và vừa có tác dụng làm thuốc, vừa có tác dụng làm cảnh, vừa có thể làm cây ăn quả được, thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn đó là cây táo mèo. Vâng, cái cây đa tác dụng mà mình vừa giới thiệu đây, hình ảnh của cây đó là cây táo mèo. Cây táo mèo mà khi chúng ta hay mua cái quả táo mèo về ngâm rượu ấy, đây chính là cây giống đấy. Thì cây giống bên vườn ươm Hải Đăng thì đó là cây được trồng trong bầu ươm. Cái cây đã có rễ xuyên ra khỏi bầu ươm rồi. Với cái chiều cao cây giống thì nó sẽ đạt vào tầm độ 25 đến 30 cm. Cây táo mèo thì khá là dễ trồng, rất là dễ chăm sóc và nó cũng có rất nhiều tác dụng. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về những cái tác dụng của cây táo mèo cũng là cách chăm sóc cây táo mèo tại gia đình. Cây táo mèo là một loại cây đặc trưng của vùng núi Tây Bắc đang ngày càng đem lại giá trị kinh tế cao cho vùng đất này. Cây táo mèo khi trưởng thành thì sẽ đạt chiều cao từ 10 đến 15 mét, có tuổi đời khoảng 40 năm. Cây mọc thẳng phân riêng từng cành. Để nhân giống cây táo mèo thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là nhân giống từ hạt và cách thứ hai là từ bằng phương pháp dâm cành. Từ hạt thì chúng ta sẽ chọn những quả của cây mà đạt cái tuổi từ 5 năm tuổi. Cây sinh trưởng tốt, không sâu bệnh. Chúng ta thu hái quả khi cái quả vỏ quả có màu vàng da cam. Chọn những quả to đều không bị sâu bệnh để lấy hạt làm giống. Chúng ta bổ quả chín thì chúng ta thu lấy phần thịt để sử dụng, sau đó hạt thì đem phơi, sau đó thì chúng ta đem gieo. Trước khi gieo thì chúng ta sẽ ngâm hạt vào nước ấm, sau đó qua một đêm, sau đó chúng ta đem và chúng ta ươm vào bầu ươm. Còn về cái cách dâm cành thì chúng ta sẽ dâm vào mùa xuân. Thì chúng ta sẽ cắt những đốt khoảng cành bánh tẻ khoảng 20 đến 25 cm, chúng ta dâm vào cắt ẩm hoặc chúng ta có thể dâm trực tiếp vào bầu ươm. Sau tầm độ khoảng 20 đến 25 ngày thì cành dâm sẽ ra rễ và chúng ta sẽ đem đi trồng. Về bón phân thì từ tháng thứ 2 trở đi thì chúng ta sẽ tiến hành bón phân. Chúng ta bón thúc và chúng ta cũng bón phân theo các thời kỳ như mình đã hướng dẫn trong các cái video trước ấy. Chúng ta sẽ bón thúc này hoặc bón thời kỳ sau khi thu hoạch.